Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào câu chuyện thứ 118. Và đây là câu chuyện của cô Tư Ánh, quê Vĩnh Long gửi về. Câu chuyện này là câu chuyện của gia đình cô, nhưng mà đã mấy chục năm rồi. Cô kể hồi đó là vợ chồng của cô có 5 người con, 2 gái với lại 3 trai. Dưỡng Tư hồi xưa làm nghề thợ mộc, nhưng mà không phải là làm bàn ghế, mà là cưa cây rồi bào cây, đo thước tất để người ta cất nhà đó. Cứ hễ mà ai kêu thì dựng lại nhà người ta làm, hoặc là họ chở cây tới nhà luôn cũng có nè. Hồi xưa cái thời khó khăn lắm, mà 5 đứa con lại hay bệnh đau nữa, sức khỏe yếu chứ không có như con người ta. Cho nên là mần ra bao nhiêu cũng phải đem lo thuốc thang hết, mần hoài mà không thấy dư. Đó. Với lại hồi đó trong ấp của cô thì đa phần là người nghèo, ít có được người nào mà gọi là khá lắm. Lúc đó cô còn ở chung với má chồng. Ba chồng thì mất đứa trước đó mấy năm rồi. Thì bữa đó trong ấp, trong xóm có một ông chú là chú Sáu Lễ. Ông cất nhà, nên có mấy cái cây cần đốn để mà cất nhà, mới kêu Dưỡng Tư lại đốn. Thì ông chú Sáu này mới dẫn Dưỡng Tư đi ra sau nhà, chỉ mấy cái cây cho Dưỡng Tư đốn. Thì là mấy gốc bạch đằng rồi với một cái cây mắm mà bự lắm. Cây mắm này thì ở xóm cũng biết là tại vì nó mọc lâu rồi, nghe nói là mấy chục năm rồi. Cái cây này người ta đồn là có ma quỷ ở trong, cho nên là ông trời đánh mấy lần rồi. Một bên bị trái đen luôn, nó như là bị chết vậy đó, không còn lá nữa. Còn một bên kia thì lại cây lá xanh tốt như bình thường. Dưỡng Tư cũng coi xong ông mới nói: trời đất ơi, cái cây này là nhà của con quỷ mà. Ông trời đánh mấy lần rồi mà không biết con quỷ chết chưa. Ông chú cúng chưa mà kêu con đốn vậy. Chú Sáu này thì nào giờ ổng ghét cái vụ ma cỏ nha. Dù ổng già rồi ổng cũng không có tin. Nào giờ ổng cũng không có gặp lần nào hết á. Mà có mình Dưỡng Tư làm à. Ổng sợ Dưỡng Tư không làm đi về, cho nên nói dốc là: mày yên tâm đi, vợ tao cúng hồi sớm rồi, mày đốn đi có gì tao chịu cho. Đó. Rồi hai ông mới nói chuyện qua lại, ngồi hút thuốc một hồi thì bắt đầu làm. Bữa đó cô Tư cũng có theo để phụ nữa. Mới đầu đốn mấy cây bạch đằng ở trước, rồi xong rồi cái đốn cây mắm sau cùng. Bởi vì cái cây mắm nó bự hơn cho nên là đốn lâu hơn, mà phải nghỉ mệt mấy lần luôn mới đốn được nó. Cho tới khi cái cây ngã xuống thì ông chú Sáu với Dưỡng Tư rồi cô Tư nữa mới thấy làm sao mà tự nhiên cành nhánh của cây nó rung lên. Rồi thấy có một cái làn khói nhỏ từ trong thân cây nó bay vụt ra. Cái làn khói nhỏ nó giống như là khói mình hút thuốc vậy đó. Nhưng mà cái khói này nó bay nhanh lắm, chứ không phải là tản ra từ từ như khói thuốc. Cái hiện tượng nó diễn ra cũng nhanh thôi. Coi thì khoảng chừng mười mấy giây chứ không có lâu. Dưỡng Tư mới đi lại dỡ cái nhánh lên coi thì không thấy gì. Vậy là ba người lại hì hục chặt nhánh. Cô Tư cũng tiếp chặt rồi kéo mấy cái nhánh qua một bên. Mà hả, cái cây này kiến vàng không luôn, vừa mần mà vừa phủi kiến, thêm nó cắn nữa ngứa thấy bà luôn. Cái tới đó rồi, đang mần, tự nhiên cái Dưỡng Tư ổng nhào nhào lên không. Ông ôm bụng, ông nói là: má con ái ơi, tôi đau bụng quá. Cô Tư mới hỏi: sao tự nhiên đang làm mà đau bụng? Ông chú Sáu cũng hỏi là: hồi sáng nhà ăn cái gì trúng phải không? Cô Tư nói: nhà ăn cá sặc kho rồi ăn với chú Chính. Mà cái này ăn hoài mà, mấy lần trước đâu có bị gì đâu. Dưỡng Tư thì ổng đau quá rồi, ổng ngồi dựa vô cái cây khác mà mặt mày toát mồ hôi luôn, tay chân thì lạnh tanh. Chú Sáu mới kêu là: thôi, đưa nó vô nhà. Vô nhà được lấy dầu sức bụng, rồi ngồi một lát cho đỡ, thì cô Dưỡng Tư mới đi về. Thì lúc này Dưỡng Tư tay ôm bụng đi khum khum vậy đó, nhưng mà vẫn đi được về nhà, chứ không có, cô Tư cũng không phải kè. Nhà cách cũng có 7-8 căn thôi chứ không có xa. Mà hồi xưa ở dưới quê mà, nhà mà cách 7-8 căn nói không xa thì không xa, nhưng mà
nó không có phải xác chết như ở trên thành phố, cho nên là đi cũng thấy cũng dịu dợi luôn á. Đó, thấy Dương Tư đi đi được tưởng là bớt rồi. Nhưng mà khi về nhà vừa bước vô cửa một cái là Dương Tư đau lại. Mà hình như bây giờ đau thêm phía sau, như có ai là đạp đạp vô lưng vậy nè. Rồi đạp một phát cái thấy cái kiểu Dương Tư nhào thẳng vô nhà luôn, mém chút nữa đập đầu vô bộ dáng rồi. Dương mới ôm bụng kêu la là mẹ con gái ơi, tôi đau bụng, tôi đau quá trời, chắc chết của bà ơi. Cô Tư với má chồng thấy vậy mới là đi đi gom mấy bộ đồ rồi kè Dương Tư qua nhà bà Chính Đẹp để làm chi, để mượn cái xuồng đi nhà thương. Thì qua tới bà Chính bà thấy tình trạng, bà cũng hỏi han, bà lo, bà kiểu như hàng xóm láng giềng mà, thấy cũng lo, hỏi sao hỏi đủ đường hết. Thì cô Tư mới kể lại cái chuyện như vậy nữa. À, bà Chính bà nghe cái vụ đốn cây mà nói thôi thôi tao biết rồi, đốn nhà của người ta không có chỗ ở nên hành nữa đó. Bây giờ về nấu cơm canh đem ra cúng đi, nói xin lỗi người ta, ăn cơm đi rồi kiếm cái chỗ khác ở giùm. Đó, khấn giá vậy là hết à, chứ không có bệnh đau chi đi nhà thương mắc công. Thì đối với một người mình á, một người bình thường đi, trong cái hoàn cảnh mà chồng mà con của mình đau đớn kiểu như vậy, mà bây giờ mà chỉ về, chỉ là xử lý bằng cái việc về nhà nấu cơm canh á, thì sao tin, khó tin lắm. Mới đầu hai mẹ con cứ đứng lượng sượng không biết làm sao. Rồi cái ông chú Sáu ổng nói là ổng cũng cúng rồi mà, giờ nếu cúng nữa không hết rồi sao đi nhà thương kịp. Nhưng mà bà Chính bà dạng như là bà là một người đáng tin cậy, có thể coi là như vậy. Tại vì cái nào giờ bà Chính là bà thuộc dạng là cái gì chắc ăn bà mới nói, bà biết chắc bà mới nói, cái gì một người mà dám nghĩ dám làm. Mày yên tâm đi, nghe lời tao, tin tao đi, tao đảm bảo cúng là hết mà. Đó, thấy bà thuyết phục quá, lời nói của bà cũng cứng chắc quá, hai mẹ con mới dè dặt kè Dượng Tư về nhà. Thì Dượng vẫn đau nằm ôm bụng lăn qua lăn lại trên cái bộ dáng đó. Cô Tư thì lo nấu cơm canh, nấu xong thì mới đem qua cái cây sau hẻm chú Sáu cúng. Mà ta nói hai người vừa mới đi qua tới đó thôi, là đi không có kè Dượng Tư theo, Dượng Tư vẫn ở nhà. Mới đi nghe qua thôi, tới nhà là nghe bà Tiếm Sáu với mấy đứa con khóc quá trời khóc. Mới vô coi cái gì thì thấy là ông chú Sáu ông nằm trên giường, mà cái miệng ông méo xẹo à, vừa méo méo mà giật giật cái mặt nữa, miệng ú ớ không có còn nói chuyện được. Hỏi han vài câu thì cô Tư với má chồng biết rồi. Bây giờ má chồng mới nói là bà đi ra ngoài cúng với tôi đi, mình đốn cây cho nên bị hành à. Cái này là bà Chính Đẹp bà nói. Vậy là cả nhà ông chú Sáu mới đi theo má với cô Tư ra sao cúng vái xin lỗi người ta, đứng chờ hết tàn nhang mới về. Mấy đứa con của ông chú Sáu không có tin đâu, nhưng mà cho tới khi cúng xong đi vô nhà là thấy cái mặt ổng hết giật rồi, mà cái miệng cũng còn hơi méo nhưng mà đỡ lắm rồi, có thể nói chuyện mở miệng được. Ông chú Sáu ông kể là cái lúc mà cô Tư với Dượng Tư về á, thì ổng mới trở ra sau tính chặt, còn có mấy nhánh tính chặt luôn. Mà vừa bước ra cửa sau cái ông thấy trước mặt mình có một cái làn khói bay tới, nó bay tắp thẳng vô mặt ông, làm ông đau quá mới té xuống đất. Đó, cái lúc này khi bà Sáu với con cháu chạy ra thì thấy cái miệng ông méo, mặt ông giật giật lên rồi. Ông cũng không biết chính xác cái làn khói đó là cái gì nữa, ông chỉ nghi là con quỷ. Thì nghe biết bao nhiêu người đồn hồi nào giờ không tin, mà bây giờ bị trực tiếp như vậy rồi ông mới nghi là cái con quỷ trên cây nó trả thù, nhưng mà ông cũng không biết là có đúng không nữa. Nghe kể xong thì cô Tư với má chồng mới về nhà. Thì lạ kỳ thay là Dượng Tư ông hết đau rồi. Đó, ông chú Sáu thì thấy bớt nha, bớt thôi. Nhưng mà Dượng Tư thì dứt hẳn luôn, không bị đau gì, như chưa từng có cơn đau đó vậy, ngộ vậy. Vậy là ông trời đánh cái cây mắm đó mấy lần là có lý do, chứ không phải khơi khơi mà đánh đâu ha. Nhầm người ta nói xét là hiện tượng khí quyển giữa đám mây với mặt đất gì đó, rồi điện âm điện dương gì đó. Lời cô Tư nói như vậy.
Cô Tư không có rành mấy cái đó. Cô chỉ biết là khi cúng xong thì Dượng Tư khỏe mạnh lại, cho nên là với cô thì cô tin nó là chuyện tâm linh. Đó là cái câu chuyện đầu tiên mà gia đình cô gặp phải về tâm linh. Vài năm sau thì đứa gái lớn, đứa thứ gái thứ hai của cô là chị Ái đó, là 16 tuổi rồi. Bốn đứa kia thì nhỏ hơn vài tuổi lần lượt ra đời vậy đó. Cả năm đứa con đều bị bệnh sốt xuất huyết hết luôn. Đi nhà thương nằm lại tới đó hết năm đứa luôn. Trời ơi, cô Tư kể nói cái thời gian đó nó cực khổ gì đâu luôn. Bây giờ nhắc lại mà còn phát rung mình. Dượng Tư ở nhà, cô Tư với má chồng đi nuôi, nằm liên tục 18 ngày, sốt ối tiêu chảy rồi phát ban đầy mình hết, cái kiểu nổi hột luôn đó. Tại vì mấy đứa con của cô hồi trước giờ thể chất của nó lèn èn lắm, không có khỏe như người ta, tới chừng bệnh mà cũng lâu hết nữa. Tới một tháng mấy mới bớt, thì lúc đó bác sĩ mới cho về. Thì khi về nhà thì chị của Dượng Tư á, chị ruột của Dượng Tư là gái lớn của má đó, mới rước má qua ở nhà giữ giùm một thời gian. Tại vì người con của cô đó sanh em bé, cô phải qua nhà để lo cho nó. Thì khi má đi một cái thì lại năm đứa con của cô Tư ở nhà lại trở bệnh. Nóng sốt ối tiêu chảy phát ban y hệt như lần trước. Cô Tư Dượng Tư rầu quá trời rầu, mà bây giờ hết tiền rồi biết lấy cái gì mà đưa đi nhà thương. Dượng Tư thì đang làm mắt máy, làm mấy cái cột cấp cho người ta để kịp cất cái nhà, đâu có bỏ đi được. Cô Tư mới chạy lại tiệm tạp hóa đi mua thuốc tây uống đỡ. Thì hồi đó là không có tiệm thuốc tây à, mà cái tiệm tạp hóa anh ta có đi mua, đi người ta có lên thị trấn thì người ta mua mớ thuốc về người ta bán vậy đó. Mà chỉ là mấy cái bịch thuốc, thuốc liều sẵn như là thuốc cảm sốt đồ này kia thôi, chứ không phải là muốn gì cũng có. À, uống mấy bữa không bớt, cô Tư mới nói là thôi không được rồi ông ơi, bây giờ phải mượn tiền mượn xuồng chở con đi, chứ nhà mà uống đại thuốc sợ có cái gì nặng là cứu không có kịp. Xong rồi cũng mượn tiền mượn xuồng đưa năm đứa con đi nhà thương tiếp. Dượng Tư đưa lên rồi Dượng Tư đi bộ về. Hồi đó đi bộ xa lắm, gần cả mấy ngày mới tới. Mấy ngày sau làm xong mấy cái cột cho người ta thì Dượng Tư mới vô trở lại nhà thương với cô Tư. Ở nhà thương lại được mười mấy ngày thì bác sĩ lại cho về. Tới khi về thì bệnh cũng tái đi tái lại hoài. Trời ơi, thời gian đó nó khổ quá trời khổ. Năm đứa đó nằm, năm đứa con nằm dài tính dáng vậy đó. Đứa nào cũng sốt rồi mê man. Cô Tư phải lao đi lao mình mẩy hết đứa này tới đứa kia, rồi đút cháo cho từng đứa một. Mà phải cháo thịt đâu, cháo trắng hoặc là để chút đường vô vậy đó. Lớp không có tiền nữa, bây giờ đâu có dám nghĩ tới cái chuyện đưa vô bệnh viện nữa. Tiền mượn thì cũng mượn rồi, giờ ai cho mượn nữa. Đó. Cô mới thắp nhang lên bàn thờ của huyện, rồi ra ngoài trời thắp nhang trời Phật, khấn vái cho mấy đứa con được hết bệnh. Cái lần đó cô khấn vái rất là lâu, tại vì khi con người ta rơi vào những cái hoàn cảnh khốn cùng như vậy thì họ điều đầu tiên, cái mà họ thường tìm đến là những cái tín ngưỡng, cái giá trị thì về tinh thần thôi. Rồi những cái lúc ngồi canh con ban đêm cũng vái lầm thầm trong bụng: ông bà trời Phật cứu vớt mấy đứa con giùm con, nó bệnh gì mà sao bệnh hoài không hết. Chứ nhà bây giờ nghèo quá, không còn tiền đi nhà thương nữa. Tối đó thì cô ngủ, ngủ quên á. Lúc cô nằm mơ thì một giấc mơ rất là lạ. Cô thấy lúc đó là giữa trưa, cô đang ngồi trước sân phơi củi. Thì trên trời có một cái đám mây trắng bay tới giữa đầu cô rồi dừng lại. À, cô ngước lên cô nhìn thì thấy trên đám mây đó thả xuống một cái thang nha. Cái thang kiểu như người ta đóng bật bật để mà trèo cây dừa hoặc là trèo nóc nhà luôn đó. Nhưng mà cái thang này khác ở một chỗ là thang dây chứ không phải là thang cây. Nó dẻo dẻo mà dịu quặt à. Cái thang thả xuống không có chạm đất, mà nó có một cái khúc lơ lửng ở giữa trên không vậy đó. Cô thấy rõ ràng có một cái cục gì đó nó vuông vức từ trên cái bậc thang đi xuống, mà chỉ hai cái chân bước xuống cái phần nửa cái phần chân, cái phần từ hông bước xuống thôi,
chứ nhìn lên là chỉ thấy cái cục vuông vuông đó, chứ không có thấy đầu cổ mặt mày chi hết á. Rồi khi cái cục đó đi xuống gần tới dưới thì thấy không thấy cái cục vuông đâu nữa. Nào, cái cục vuông tan biến đi giống vậy. Mà bây giờ nhìn lại thì thấy một người đàn ông mà đầu tóc lạ lắm, tóc cao dính quấn vô đầu, mà lỗ tai phật, mặt mày nhìn hiền từ lắm. Ông mặc một bộ đồ màu nâu nâu mà quấn kiểu như mấy ông nghệ đi khất thực vậy đó. Thì cô mới nói với ông, mới nói với cô Tư là mấy đứa con của con không phải bị bệnh thông thường, đừng có đi nhà thương nữa, cứ để ở nhà rồi ta chỉ thuốc cho. Con xòe tay ra đi. Cô Tư mới xòe tay ra thì ông mới lấy một cái nhánh cây gì đó nhỏ nhỏ mà viết lên tay cô. Mà không hiểu sao nha, cái nhánh cây, cô Tư nói cái nhánh cây không bình thường vậy đó, mà viết lại ra mực. Cái màu mực vàng mà có chiếu hào quang nữa. Đó. Ông vừa viết bốn cái loại thuốc mà miệng ông vừa đọc to rõ ràng bốn cái loại thuốc đó luôn. Cô Tư nói cái này nếu mà không cần nhìn vô tay cô Tư cũng nhớ rồi, tại vì nó là lá thuốc nam chứ không phải là thuốc tây. Ông mới nói là con lấy bốn loại thuốc này đem nấu nước, sắc kẹo rồi cho con uống đi. Khi viết tay cô xong thì ông này mới quay mặt đi trở ngược lên lại bậc thang. Thì đi được mấy bậc lên cao rồi thì không thấy ông đâu nữa, mà cái cục vuông vuông nó lại xuất hiện. Chỉ thấy cái cục đó đi lên thôi. Một lát là cái bậc thang biến mất luôn, rồi đám mây trên đầu cũng biến mất theo luôn. Cho tới khi cô Tư giật mình thức dậy thì cô nhớ như in bốn cái loại cây thuốc mà ông đã nói. Nhưng mà lúc này đưa cái bàn tay lên coi thử thì không thấy chữ gì nữa hết rồi. Cô mới kể lại cho Dượng Tư nghe cái giấc mơ đó. Dượng Tư nào giờ cũng tính tâm. Dượng nói chắc là ông trời bắt thang xuống giúp mình không. Cô Tư thì nghĩ đó là Phật. Cô nói thấy có lỗ tai giống Phật lắm. Thì hai người mới bỏ năm đứa con ở trong nhà, tức tốc xách đèn vô rừng kiếm thuốc liền luôn, để tới sáng sợ quên. Sau khi kiếm đủ bốn cái loại cây thuốc đó, cô Tư về nhà nấu nước liền cho mấy đứa con uống liền trong đêm luôn, bỏ hết thuốc tây chỉ uống lá thuốc đó thôi. Bởi vì ta nói Trong lòng mỗi người ta đó, thì bắt buộc khi mà làm một cái chuyện gì, có những cái chuyện mà bắt buộc chúng ta phải đánh đổi. Ở đây là nhiều khi á, là với nhiều người thì họ sẽ bắt đầu có cái sự phân vân đánh đổi bởi cái sự một giấc mơ và đánh đổi là cái chuyện nguy hiểm cho con. Nhưng mà ở đây hai vợ chồng cô Tư tính tâm và tin vào một cái niềm tin vào thần Phật, và cuối cùng thì cái niềm tin đó đã đúng. Cái niềm tin nói của cô Tư, cái sự đánh đổi lần này của cô Tư đã đúng rồi. Uống thuốc liên tục 10 ngày như vậy thì năm đứa con của cô khỏi hẳn bệnh luôn. Mà thêm lạ một cái là từ đó về sau ha, năm đứa nó khỏe mạnh cùi cụi luôn, không còn đau bệnh như hồi trước nữa. Bây giờ thì lớn có gia đình có con hết rồi, mà năm đứa con ha, con trai thì mập bự, con gái thì nhìn rất là khỏe mạnh. Con trai thì đứa nào bây giờ cô nói đứa nào bụng phệ hết trơn. Mà đặc biệt là cô bắt mấy đứa con mình ăn chay nha, một tháng ăn 4 ngày, mùng 1, mùng 2 với rằm 16. Cô cũng khổ tâm với, cô nói là cô cũng khổ tâm với mấy bà hàng xóm lắm. Nhiều khi thấy cô đi chùa ăn chay nói cái này cái kia. Như hồi đợt dịch vừa rồi á, cô gửi cho chùa từ thiện, kiểu từ thiện cho chùa mấy bao gạo với mấy thùng mì. Mà tại vì đó đến giờ cô vẫn nghèo chứ đâu có khá hơn đâu. Nhưng mà giúp ai được thì giúp chứ cô không có nghĩ gì nhiều. Mà người ta nói ra nó vô, nó cô rảnh quá không có nghèo mà còn lo đi từ thiện. Đi chùa ăn chay làm gì cho mệt, chỉ cần sống tốt biết trước biết sau là được rồi. Cô nói sống tốt là một chuyện, còn đi chùa ăn chay là một chuyện khác chứ. Ai ở trong tâm có Phật thì đi chùa ăn chay được thì tốt chứ. Mình không làm được thì thôi đi, nói mấy lời trang vậy làm gì, phải không? Nhiều khi cô thấy buồn lắm, nhưng mà chỉ để trong lòng chứ không nói ra. Tại vì chỉ có bản thân cô biết là mấy đứa con cô sống được tới ngày nay là nhờ trời Phật cứu giúp, cho nên cô phải tin và thờ cúng.
Thì cô mới nói với mọi người là giờ nếu mà mình có khó khăn gì mà đường cùng rồi thì mình cứ thành tâm mà khấn vái đi. Và đặc biệt là trước đó mình phải sống tốt đã. Thì người hại không bằng trời giúp. Biển mình tin, mình thật sự tin nha, mình hoàn toàn tin tưởng vào thần Phật, thì thần Phật sẽ linh ứng mà thôi. Đó là lời nhắn gửi của cô Tư. Và cũng là đóng lại câu chuyện của ngày hôm nay, câu chuyện số 118. Hẹn gặp quý bà con ở những câu chuyện sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.